Hình như anh đã quên em rồi thì phải. Lúc nào em gọi cho anh nó cũng ngoài vùng phủ sóng hết trơn á. Có ai yêu mà khổ như em không? Anh xin lỗi, hôm qua anh có việc nhà mà điện thoại lại hết pin nên anh không thể gọi cho em được. Em đừng nhăn nhó cho anh nữa để anh ta lỗi. Trưa nay có người mời đi nhúng Vậy còn cơm, được. anh đưa em theo luôn được Vậy bây không? giờ anh qua đón em. Khoảng 11 giờ rưỡi, vậy nghe em, hẹn chút gặp lại. Dạ. Dạ, bye bye anh. Alo. Trưa nay chị ba dùng cơm với ai vậy? Nghe nói chị ba đi ăn cơm với khách hả? Ở đâu vậy? Trưa nay chị đi ăn với anh Tâm, em có đi không? Thôi em không đi đâu. Có hai ông bà tự nhiên em theo làm kỳ đà cản mũi, kỳ lắm. Thì có sao đâu, chị với anh Tâm là tình già mà. Chị nói giỡn với em thôi, chứ có ai mời ảnh đi ăn. Nên anh dắt chị đi ăn ké, chị dắt em đi ăn trực hả? Trời, chị ba nói sao nghe tệ quá, làm như em không có tiền đãi chị ba vậy. Mà đòi ăn ké ăn trực. Mẹ mà nghe được á thì chết luôn đó chị. Nghe em nhắc tới mẹ, chị nổi da gà rồi nè. Sao, em có đi không cô nương? Dạ để em suy nghĩ lại. Có gì tí nữa em điện thoại. Ba chị nha. Alo Quỳnh nghe. Anh Khoa hả? Có chuyện gì không? Mời em ăn cơm trưa. Sao biết em ở Đà Lạt? Thính quá vậy ta. Nhưng trưa nay Quỳnh có hẹn với chị ba rồi. Hẹn anh bữa khác nha. Chào anh. Sao không mời bữa khác mà ngay hôm nay? Thiệt tình. Buôn bán kiểu gì mà khách vào không biết là sao? Dạ, dì hai, con xin lỗi, con mời dì hai ngồi. Con đi đâu đó? Dạ, con định vô lấy trà cho dì hai. Thôi khỏi, con ngồi xuống đây. Dạ. Dì hai có chuyện muốn nói với con đi. Hôm qua cậu Khang có tới nhà xin dì đưa con đi chơi, nhưng dì từ chối và đề nghị cậu ta đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Con có hiểu vì sao hay không? À, mà dì hỏi con câu này, con có tình cảm với cậu Khang hay không? Quế Lan, có hay là không? Dạ không có. Con làm sao có tình cảm với anh ấy được. Con đã nói vậy thì dì cũng nói thẳng với con là Phương Hà cũng rất thích cậu Khang, nên dù con có tình cảm với cậu Khang hay là không có tình cảm đi chăng nữa thì dì muốn con hiểu một điều: ngày nào con, má con và anh trai của con còn ở trong cái gia đình này thì con phải nghe theo tất cả những quyết định của dì. Con hiểu chưa? Quế Lan, Dạ, con hiểu ạ. như vậy thì tốt. Thật ra dì hai cũng không muốn làm khó con đâu, nhưng với căn bệnh tim, Phương Hà có thể rời bỏ chúng ta bất cứ lúc nào. Vì vậy dì hai xin con hãy để cho Phương Hà có được hạnh phúc. Dì đi đây. Dạ.
Tại sao tất cả mọi đau khổ cứ phủ chụp lên đầu tôi vậy? Trời ơi, tôi có tội tình gì? Vô anh Tâm. Con nhỏ này hẹn 15 phút tới mà giờ này chưa thấy. Kỳ cục. Con nhỏ nào? Em nói mà anh nghe không rõ. Thì con Phương Quỳnh đó, hồi nãy nó gọi điện em hẹn nó. Nó nói 15 phút đến, mà nãy giờ hơn 20 phút rồi chưa thấy mặt nó tới nữa. Không biết nó làm cái gì nữa. Em nói là Phương Quỳnh tới ăn trưa với mình hả? Ừ. Vậy là đúng ý một người ở đây rồi đó nghe. Thì ra hay không bằng hên phải không ông Khoa? Trời đất, hai anh chị chọn cái quán gì mà kín đáo thế sợ luôn. Em phải đi lòng vòng mấy bận mới tìm được cái quán này đó. Thôi thôi ngồi xuống đi, nó nhiều quá à. Tôi gọi cho cô biết bao nhiêu cuộc, cô tắt máy rồi cô còn la nữa. Thôi mà, cho em xin lỗi. Chị đừng có giận nữa. Chị mà giận á là mặt chị xấu dữ lắm. Nè, em nói có đúng không anh Tâm? Ừ. Chính xác, đúng 100% luôn. Hai anh em mấy người á, chị giỏi ăn hiếp tôi thôi. Ăn đi, ăn đi Phương Quỳnh. Dạ. À. Dạ. Giới thiệu với em, đây là bạn đồng nghiệp của anh Tâm. Hồi đã xanh rêu bao nhiêu tuổi đời, hồi gió phiêu du qua bao đỉnh trời, hồi những đêm sâu đèn vàng héo hắt, ai ẩn bây giờ là nước mắt, cuối hồn một thoáng nhớ mong manh. Bác nói đây là lần đầu cũng là lần cuối, cho nghe cho rõ đi. Bác cấm cháu không được qua lại với Quý Lâm dưới bất cứ hình thức nào. Nhớ, cháu nghe rõ chưa? Xin lỗi, Phương Hà. Phương Hà, em có sao không Phương Hà? Em sao vậy? Em có sao không? Em không sao đâu. Anh về đi. Anh xin lỗi. Anh về đi. Em vô nhà nghỉ ngơi đi. Ba, sao ba đứng đây? Nếu như mà ba không nỡ gả con lấy chồng thì ba đừng có gả. Con sẽ ở với ba suốt đời luôn. Sao con nói vậy? Bộ nhìn ba thấy ba thảm não lắm hay sao? Thảm não thấy sợ luôn á. Đứng gần cả tiếng đồng hồ chỉ để nhìn ra cửa. Ba chỉ cảm thấy chưa quen lắm với cảm giác con đi lấy chồng. Sẽ làm dâu, sẽ chăm sóc một người nào đó, không phải là ba. Con đừng có nghĩ là ba hết thời nghe. Nhìn ba vẫn còn phong độ lắm. Biết đâu á, sau khi gả con rồi, ba sẽ tìm được một người phụ nữ, rồi kết hôn lần thứ hai thì sao? Nghe ba nói vậy, con yên tâm rồi. Alo, dạ nghe. Dì Tú, hả? Có thấy mẹ con đâu không? Chị Hương đang ở trên phòng. Con có uống gì không? Dì pha cho con uống. Thôi khỏi, ngồi ngay chút xíu con lên tắm. À, Gia Thành, có phải hôm nay con với chị Hương qua nhà Hương Giang không? Có gì không dì Tú? Không có gì, hồi sáng nghe chị Hương nói không có rõ, giờ hỏi là con coi đúng gì không mà. Thôi chúc con mã đáo thành công nha. Trời ơi, dì này bị nhiễm cái lương hơi bị đặng rồi đó nha.
Alo. Dạ, con mới vừa về đến nhà. Dạ, con lên liền. Sao mà nó quýt sáo giống y hệt tiếng của ông Gia Thiện vậy? Cầu trời cho nó đừng có giống cái tính của thằng cha nó. Gieo rắc tình cảm khắp nơi, đến khi nhắm mắt xuôi tay thì đau đớn tận xương tủy. Cô uống uống sữa. Dạ, để con. À, mà hồi nãy bà chủ có hỏi tôi á, cô ngủ hay thức. Tôi trả lời là cô đang ngủ. Nghe vậy nên bà không có qua phòng cô. Chắc bà muốn nói chuyện gì với cô đó. Vậy để con qua phòng mẹ coi sao. Dạ. À, cô Út ơi, còn ly sữa cô chưa uống nè. Rồi, chưa kịp nói xong, đi mất tiêu rồi. Vô đi. Chừng nào đi được hả mẹ? Con đó, đúng là có con mắt thẩm mỹ. Mẹ muốn con tìm việc làm gì đó cho Quế Lan. Mẹ muốn nó đi xa khỏi Đà Lạt một thời gian. Mẹ nói gì con không hiểu. Có gì mà con có vẻ kinh ngạc dữ vậy? Mẹ nói á là con kiếm một công việc gì đó cho Quế Lan để đi làm xa khỏi Đà Lạt một thời gian. Hay đại loại như vậy, tùy con suy nghĩ. Làm sao cho Quế Lan rời khỏi nhà mình? Chắc con hiểu ý mẹ nói phải không? Còn chuyện gì đó không mẹ? À thôi, con về phòng tắm rửa thay đồ đi. Mẹ đi xuống phòng khách, đợi con nha. Dạ, vậy mẹ đợi con chút nha. À, mình qua bên đó có cần chuẩn bị thêm quà gì không mẹ? Con lu bu quá, quên mất. Đợi con nhắc nữa, mẹ đã sai dì Tú mua từ sáng rồi. À, mẹ chu đáo quá. Ừ. Ủa, cô Út, cô có sao không? Cô Út, cô có sao không? Thôi tôi dìu cô lên giường nha. Thôi cô nằm đây nha, tôi chạy tôi kêu bà chủ nha. Thôi, con không sao. Dì đừng có gọi mẹ con. Dì mở tủ, lấy giùm con viên thuốc. Cô uống thuốc viên hay thuốc nước để tôi lấy. Dì lấy cho con chai thuốc nước đi. Nè cô. Nè cô. Cô thấy sao rồi? Dì Bảy, chút gì ra ngoài có gặp mẹ. Mẹ hỏi con, dì nói là con còn ngủ nha. Dạ. Vậy để tôi ra ngoài nha cô. Cô còn mệt đúng vậy. Để tôi kêu dì Tú lên cho cô nghe. Thôi, dì đừng gọi cho dì Tú nha. Mất công, mẹ không biết. Con không sao đâu. Có gì, con sẽ gọi điện thoại xuống nhà dưới. Dì yên tâm đi, con muốn ngủ một chút. Vậy thôi cô nằm ngủ nha, tôi đi ra ngoài nha.
Chị Bảy. Dạ. Phương Hà dậy chưa? Dạ thưa cô Út còn ngủ. Tôi đi ra ngoài với cậu hai có chút việc. Lát nữa cô Út dậy, hỏi xem cô Út thích ăn gì, chị nấu cho cô Út ăn giùm tôi nha. Dạ, dạ thưa bà, con xuống bếp con lo cơm nước nha. Ừ. Chị đi xuống, xem chú Hương coi gì đó không. Nói chú Hương chuẩn bị xe cộ. Tôi đi công chuyện đó. Dạ. Ừ. Dạ em gửi. Cảm ơn. Dạ em phải về viết bài nữa. Thôi em chào mấy anh chị nha. Ừ. Anh nè, chút nữa em về salon luôn nha. Ok. Em còn một số việc phải làm nữa. À Khoa. Sao anh? Lát nữa tôi có chuyện muốn bàn bạc với anh. Ok, tôi đưa Quỳnh về. Anh tới đâu trước đi, rồi alo tôi tới. Ok, có gì gọi sao. Ừ. Chị đi trước nha. Về ngang. Ai nói với anh á, là em cần anh đưa em về. Em không cần, nhưng mà anh cần. Anh nói vậy là sao? Anh đưa em về. Ơ. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của chị về phần nghi lễ. Dạ. Nghĩa là chúng ta không cần tổ chức một cái đám cưới thật hoành tráng, nhưng mà phải đúng nghi thức và đúng phép tắc ông bà xưa. Vậy ý của hai đứa thế nào? Dạ. Con có ý kiến à? À, chắc là ý hai con là muốn tổ chức đãi tiệc một lần cho vui. Phải vậy không con? Dạ. Dạ. Dạ đúng vậy thưa ba. Nếu như mà chị đã nhắm họ nhà gái á, thì chắc chị có vài người bạn của ba. Ừ. Chị con cũng không có bạn ở đây. Cho nên là con với anh Thành tính là hay là chúng ta đã tìm một lần cho cả hai họ có nhà trai nhà gái luôn cho vui. Ba thấy sao hả ba? Đây là ý kiến của hai đứa. Còn ba không ý kiến gì hết nha. Dạ thưa chị, đã có ngày tốt nào để làm đám cưới cho tụi nó chưa? Dạ hôm trước tôi có đi coi lá số tử vi của gia Thành. Dạ. Người giải lá số tử vi đó, họ nói là trong tháng 9 tháng 10 này gia Thành tổ chức là tốt nhất đó anh ạ. Vậy tháng này thì mình có ngày tốt nào không chị? Dạ. Họ cũng không có nói ngày cụ thể anh ạ. Dạ. Thôi được rồi chị, để tôi xem coi tháng này và tháng sau coi. Dạ. Có ngày nào tốt á, mình sẽ tổ chức đám cưới cho tụi nó, chị đồng ý không? Dạ. Dạ được ạ. Dạ vậy thì tốt quá. Dạ. Nhưng mà anh cũng nhớ báo sớm cho tôi biết để tôi và Gia Thành chuẩn bị nha anh. Chị an tâm. Dạ. Kế bên tôi á là cái loa phóng thanh mà. Tôi mà coi ngày xong thì thằng Thành biết liền. Dạ. Cái gì. Sao ba lại nói con là cái loa phóng thanh? Con không chịu đâu. Bà chị uống nước. Dạ dạ. Cảm ơn anh. Uống đi con. Dạ. Vậy có sao không? Em không sao. Ăn rồi. Thôi để anh cõng em đi nha. Alo, tôi nghe. Thôi, cô đừng có khóc nữa. Đang có bầu á, mà khóc nhiều không có tốt đâu. Với lại á, sau này á, cô đẻ con ra, con cô sẽ bị lây bệnh khóc nhiều của cô đó, cô biết không?
vậy nha. Cái anh này kỳ cục thiệt. Về không báo người ta tiếng nào, để người ta khỏi làm nước. Ê, không được nói xấu sau lưng đó nha. Ai biểu, tự nhiên biến mất, bưng nước lên không thấy, người ta phải cằn nhằn chứ sao. Đi ở qua đây chứ đâu, vô thấy ớn luôn à. Anh bị gì vậy? Sao cười hoài mà không nói năng gì hết vậy? Dì Tú, nghe tôi dặn nè. Có chuyện gì không chị? Nhớ dòm chừng Quế Lan, đừng cho nó đến gần Gia Lân ngang. Dạ, em biết rồi. Cái chuyện này chị dặn em hơn 100 lần rồi, làm sao mà em quên được. Còn chuyện này nữa, chút nữa dì nhớ cho Gia Lân uống thuốc bổ giùm tôi nha. Em nhớ rồi mà chị. À, Phương Hà thức dậy chưa hả dì? Dạ, sáng sớm cổ thức dậy đã đi đâu rồi. Có khi nào mà nó dậy sớm vậy đâu kìa. Mà nó có nói gì nó đi đâu không? Không có nói gì hết á. Mà lúc đi á, thấy cái mặt cô buồn lắm. Mọi người trong nhà đều yêu thương chiều chuộng nó. Có ai làm cho nó buồn sao? Thôi được rồi, để nó về. Tôi hỏi xem coi có chuyện gì. À, dì chạy ra nhà xe, kêu chú Hưng chuẩn bị xe cộ giùm tôi. Nói với chú là tôi chuẩn bị đi rồi đó. Dạ. Cả nhà ba miệng ăn, phải sống nhờ vào gia đình người vợ lớn của ba em. Em không muốn mình bị thương hại, và em không muốn đối đầu lại với người đã có công nuôi em khôn lớn, cho em ăn học, quản dưỡng má em và anh hai em. Và em cũng không muốn có bất cứ một hành động nào làm tổn thương đến Phương Hà cả. Vì vậy em xin anh, hãy cho em được sống cuộc sống từ trước đến nay của em. Điều cuối cùng, em xin anh, đừng làm phiền tới em nữa. Thank you.
Phương à, vô nhà đi em. Ngoài đó lạnh lắm, có chuyện gì vậy? Vô nhà đi. Em ngồi xuống đi. Em uống miếng trà đi, chấm bụng. Anh Khê, em không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Nhưng nếu em không nói ra, em sợ mình sẽ trở nên ích kỷ. Em có sao không? Em muốn trả lời. Con tôi đâu? Trả lại con cho tôi. Ai bắt con tôi? Trả lại con cho tôi. Ai đã bắt con của tôi? Trả lại con cho tôi. Má ơi! Má! Ai bắt con tôi? Má! Giờ này má lên đây chi vậy má? Má xuống nhà, con nấu cơm cho má ăn nha. Có phải là con bị người ta ăn hiếp nhiều lắm không? Má! Má vừa nói chuyện với con, đúng không má? Má trả lời con đi má. Má tỉnh rồi, đúng không má? Thằng Bi đâu? Trả thằng Bi lại cho má. Má! Má tỉnh lại đi. Má theo con xuống nhà. Rồi con tìm anh Bi về cho má nha má. Đem Bi về đây hả? Dạ. Tìm cô Bi. Dạ. Đi. Dạ. Đi. Đi má. À. Bây giờ em đã cảm thấy khỏe lại rồi. Anh không biết phải nói thế nào với em. Anh nghĩ Quế Lan không việc gì phải đi. Và việc mẹ và anh trai của em đang làm anh không hài lòng chút nào hết. Em cứ để việc này anh lo. Em thấy khỏe lại chưa? Anh đưa em về nhà nhé. Thôi được rồi, em tự về được mà. Em không dám làm phiền anh nữa đâu. Em có gọi xe taxi rồi. Nhưng mà đem về một mình, anh không yên tâm. Không sao đâu anh. Anh Khang, anh cũng đừng có đối xử tốt với em như vậy. Như vậy em sợ có lỗi với Quế Lan. Và anh cũng đừng suy nghĩ nhiều về việc nãy giờ em đã nói nha. Sở dĩ em tới đây là vì em không muốn Quế Lan phải đi xa.
Anh... Em không sao đâu. Chú tài xế đón em cũng là người quen. Nhưng mà nếu anh không an tâm thì... Mà thôi, không có gì đâu. Thì sao? Em nói đi. Thì anh gọi điện thoại cho em, xem thử em đã về nhà chưa. Em về nha. Tom. À, mẹ muốn thông báo cho mấy đứa một tin vui. Đám cưới của Gia Thành và Hương Giang sẽ tổ chức vào cuối tháng 9 hoặc tháng 10 này. Mấy đứa chuẩn bị tinh thần để đi đám cưới anh hai nha. Vậy mẹ, mẹ bàn hết chuyện với ba anh thích rồi hả mẹ? Ừ, xong hết rồi. Ừ. Con chuẩn bị có chị dâu đó. Nè, đừng có thấy người ta hiền mà ăn hiếp nghe chưa? Trời ơi, nhỏ Phương Hà nó hiền thế mồ. Nó mặn hiếp ai được hả mẹ? Thì mẹ cứ nói vậy. Mẹ cứ dặn chung mấy chị em. Chứ có nói riêng ai đâu. Con đó, lúc nào cũng sẵn sàng ăn miếng trả miếng. Với tính cách như vậy, làm sao mà ra đời làm ăn với người ta được? Ai mà cắn con một cái á, thì còn cắn trả lại hai cái. Ủa chị, vậy ai hung chị một cái, chị hung lại hai cái đúng không? Con nhỏ này. À, Phương Hà, à, ngày mai em chọn cho anh bó hoa thật đẹp nha, để anh tặng cho Hương Giang. Dạ. Dì Tú ơi, Quế Lan đâu rồi dì? Quế Lan đang nấu cơm cho chị Chi dưới á. Quế Lan cơm cho dì? Con ăn đi, chút nó ăn sao. Dì Tú nè. Dạ. Chút nữa dì nói Quế Lan lên phòng gặp tôi nha. Có chuyện gì không chị? Không cần phải quan tâm. Dì cho Gia Lân ăn cơm chưa? Nó đang làm gì trên phòng vậy? Dạ, em cho ăn rồi. Nó đang coi phim hoạt hình Tom về Jerry trển á. Ừ. Dạ. Mấy đứa ăn đi nha. Phương Hà, anh có quà cho em. Lên phòng đi anh lấy cho. Quế Lan, má ăn cơm xong rồi hả? Vậy để dì cho uống thuốc, còn con lên phòng dì hai đi. Có chuyện gì vậy? Hình như có chuyện gấp lắm đó. Dạ. À, Quế Lan, nếu có xảy ra chuyện gì thì con phải bình tĩnh nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Dì nhớ cho má con uống thuốc giùm nha dì. Ừ. Chị Chi à, chị có biết là chị điên bao nhiêu lâu rồi không? Có khi tôi cầu trời cho chị được tỉnh lại. Nhưng có lúc tôi suy nghĩ, biết đâu chị điên như vậy mà lại tốt hơn á. Dạ, con cảm ơn dì hai lo cho con. Nhưng mà con cảm thấy mình chưa...
Dì hai không muốn ép con. Nhưng trong chuyện này, dì hai muốn là con trả ơn dì hai bằng cách là con xuống đó học nghề. Để sau này dì hai có 100 tuổi già, con còn có cái nghề để nuôi thân, nuôi má con. Con hiểu không? Dạ, con cảm ơn dì hai. Nhưng mà nếu con đi, ai sẽ chăm sóc cho má con? Con cứ yên tâm. Ở nhà đó có dì Tú, chị Bảy, chú Giang. Mọi người sẽ thay phiên nhau chăm sóc cho má con. Với lại, con chỉ đi học có mấy tháng thôi. Đâu có lâu đâu. Tiền học nghề thì Gia Thành đã lo cho con rồi. Còn đây dì hai cho con để xài, dằn túi nha con. À thôi, con ra ngoài đi. Dạ. Con cảm ơn. Quế Lan. Dạ. Xuống nhà kêu dì Tú lên cho dì hai nghe. Dạ. Alo. Khang nè, ngày mốt á, mời cậu đến dự tiệc với gia đình chúng tôi. Cậu nhớ tới nha. Vì đây là tiệc mừng tổ chức cho Quế Lan. Dạ, dạ, dạ được ạ. Dạ, dạ. Ừ, chào cậu. Nhớ nha. Ủa em. Anh hai, em có chuyện muốn nói với anh một chút được không? Ừ, vô đi. Có chuyện gì? Anh hai nè, em biết là anh thương yêu em nhất nhà, nên em mong anh hãy để em tự giải quyết chuyện riêng của mình nha. Ý của em là gì? Tại sao em phải nói với anh như vậy? Em và Quế Lan rất quý mến nhau, nên tụi em không thể... Anh nghĩ là bất cứ chuyện gì cũng có lý do của nó em à? Em biết, nhưng chuyện này là chuyện của em, nên anh phải để em tự giải quyết chứ. Mọi chuyện không đến mức căng thẳng như vậy đâu. Anh hai lúc nào cũng muốn thấy em mạnh khỏe, yêu đời. Nếu còn thương Phương Hà thì đừng dành cho tình yêu cho nó. Dì hai không muốn ép con, nhưng trong chuyện này, con có thể trả ơn dì hai bằng cách đi xuống dưới học nghề. Để sau này dì hai có 100 tuổi già, con còn có cái nghề để nuôi thân, nuôi má con. Con hiểu không? Quế Lan, con có ở trong đó không? Dạ, con đây dì.